MGK Beauty Academy chỉ dạy tận tâm, nâng tầm chất lượng. Cơ hội tham gia khóa học 12 bước chuẩn hàng chỉ với 5 triệu đồng. Hệ thống đào tạo MGK cam kết môi trường học tập toàn diện với trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, giáo trình chuẩn quốc tế, thực học, thực làm và luôn được đổi mới, cải cách, được trực tiếp giảng viên Master Thư Phạm cầm tay chỉ việc. Với tiêu chí học đi đôi với hành, 20% lý thuyết, 80% thực hành, đảm bảo 30 ngày học tại MGK, 100% học viên thạo nghề sau khi tốt nghiệp. Tại đây, mỗi học viên đến học đều có đam mê, hoài bão riêng. MGK tự hào vì đã đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục đam mê, chạm đỉnh nghề. Em xin đại diện cho các bạn tân kỹ thuật viên spa chuyên sâu được gửi lời cảm ơn đến hệ thống đào tạo thẩm mỹ quốc tế MGK đã tạo điều kiện cho tụi em được trải nghiệm, được thực hành và thỏa sức đam mê của mình. Các bạn muốn có nhu cầu làm chủ spa hoặc là làm kỹ thuật viên chuyên nghiệp thì đừng ngần ngại gì, hãy đến với hệ thống đào tạo thẩm mỹ quốc tế MGK để mình có thể mình học hỏi, mình trải nghiệm và trau dồi kiến thức nha. Theo mình thì ai cũng đều có nhu cầu làm đẹp, cho nên là đối với mình thì cái việc con trai hay con gái đi học thẩm mỹ thì nó cũng đều rất là bình thường. Và hơn hết là hiện tại thì tình trạng da của mình cũng đang bị gặp một số vấn đề, cho nên là mình càng có động lực đi học thẩm mỹ hơn nữa. Lúc đầu thì bố mẹ của mình cũng không có ủng hộ cho lắm, nhưng mà với lòng quyết tâm theo đuổi đến cùng thì cuối cùng mình cũng đã chứng tỏ được thực lực cho bố mẹ thấy, và hiện tại thì bố mẹ đã ủng hộ mình rồi ạ. Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế MGK mãi đến. Yeah.